Tam Quốc diễn nghĩa hồi thứ 33. Tào phi nhân loạn lấy chân thị, Quách gia dặn kế định liều đồng. Lại nói Tào Phi thấy hai người đàn bà kêu khóc, rút gươm toan chém. Chợt thấy một đám hồng quang chói lọi trước mắt, liền chống gươm hỏi: "Chúng bay là người thế nào?" Một người mới thưa: "Thiếp là Lưu thị, vợ của viên tướng quân." Phi lại hỏi: "Người con gái này là ai?" Lưu thị thưa: "Nó là chân thị, vợ con thứ của tôi và viên hy. Chồng nó trấn ở U Châu, nó không chịu đi xa nên ở lại đây." Phi mới kéo người con gái lại gần, thấy đầu bù mặt nhỏ. Phi lấy vạt áo lau mặt, lộ rõ màu da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, có vẻ nghiêng thành nghiêng nước. Phi liền nói với Lưu thị: "Ta là con cả của Tào thừa tướng, xin bảo toàn gia đình nhà ngươi, nàng cứ yên tâm đừng lo sợ." Nói rồi cầm gươm ngồi trên nhà canh giữ. Tào Tháo thống lĩnh binh tướng kéo vào Ký Châu, vừa đến cửa thành, Hứa Du mới tế ngựa đến gần, lấy roi trỏ vào cửa thành bảo Tháo: "Không có ta, làm sao Aman vào được cửa này?" Tháo mới cười ầm lên, các tướng ai cũng bất bình. Tháo đến cửa phủ Thiệu mới hỏi: "Có ai đã vào đây không?" Tướng canh cửa mới thưa: "Có thế tử ở trong ấy ạ." Tháo mới gọi ra cửa mắng, thì Lưu thị ra lại mà kêu rằng: "Dạ may nhờ có thế tử, nhà thiếp mới được an toàn. Thiếp xin dâng chân thị để nâng khăn rửa túi hầu hạ thế tử ạ." Tháo mới sai gọi ra, thì chân thị sụp xuống lạnh. Tháo xem mặt và nói: "Thực xứng làm dâu của ta." Liền bảo Tào Phi nhận chân thị làm vợ. Bình định xong Ký Châu, Tháo ra tận mộ Viên Thiệu tế viếng quỳ lạy, khóc lóc rất bi thương, rồi ngoảnh lại bảo với các tướng rằng: "Khi xưa ta với Bản Sơ cùng khởi binh, Bản Sơ hỏi rằng: nếu việc không thành thì nên tính mặt nào? Ta mới hỏi lại: ý Túc Hạ định làm sao? Thì Bản Sơ đáp: ta đây mặt nam giữ Hà Bắc, ngăn lấy Yên, Đại, mang cả quân lính vùng sa mạc hướng về nam để tranh thiên hạ, liệu việc có xong không? Ta mới đáp lại: ta dùng tài trí trong thiên hạ, liệu việc có xong không? Lấy đạo nghĩa để phòng ngự, làm thế nào cũng được cả. Lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Nay Bản Sơ đã mất, ta không thể không rơi nước mắt. Mọi người đều lấy làm cảm động. Tháo mới sai lấy vàng lụa, lương gạo cấp cho Lưu thị, rồi hạ lệnh: dân Hà Bắc gặp tai nạn chiến tranh, năm nay miễn cả siêu thuế. Rồi dâng biểu về triều. Tháo tự lĩnh chức Ký Châu mục. Một hôm Hứa Trừ cưỡi ngựa vào cửa đông, vừa hay gặp Hứa Du. Du mới gọi Trừ bảo rằng: các người không có ta, làm sao đi được vào cửa này? Trừ nổi giận mắng rằng: bọn tao vào sinh ra tử, xông pha tên đạn, cướp được thành trì, sao ngươi dám nói láo? Du mắng: các người là đồ thất phu, không đáng đếm gì ạ. Trừ mới giận lắm, rút gươm chém Hứa Du, xách đầu vào trình Tào Tháo: nó vô lễ nên tôi giết đi. Tháo nói: Tử Viễn là bạn cũ của ta, cho nên nói đùa như vậy, sao ngươi lại giết? Tháo mới trách mắng Hứa Trừ thậm tệ, rồi sai an táng cho Hứa Du rất tử tế. Tháo lại sai người đi tìm hỏi những hiền sĩ ở Ký Châu. Dân mới nói: ở đây có quan kỵ đô úy là Thôi Diệp, tự là Quý Khuê, người ở Đông Vũ Thành, quận Thanh Hà. Trước đây đã mấy lần bày mưu cho Viên Thiệu, Thiệu không dùng nên cáo ốm về ở nhà. Tháo lập tức cho hỏi Thôi Diệp, cử làm biệt giá tòng sự trong châu. Tháo mới nhân hỏi: hôm qua xem sổ hộ tịch châu này, tổng cộng có 30 vạn dân, có thể gọi là châu lớn. Diệp mới thưa: hiện nay thiên hạ chia sẻ, 9 châu tan nát, hai anh em họ Viễn tranh giành nhau, dân châu Ký phơi xương nhan nhản ở ngoài đồng. Thừa tướng chưa kịp hỏi thăm phong tục, cứu kẻ lầm than, đã vội tính ngay sổ hộ khẩu, thì dân còn trông mong gì? Tào Tháo nghe nói thay đổi nét mặt và tạ lỗi, đãi Diệm và thưởng khách. Bình định xong Ký Châu, Tháo mới sai người dò la tin tức của Viên Đàm. Lại nói lúc này, Đàm mang quân đi cướp bóc các vùng Cam Lăng, An Bình, Bột Hải và Hà Giang. Nghe tin Viên Thượng thua chạy vào Trung Sơn, liền đem quân đuổi đánh. Thượng mất tinh thần, chạy sang U Châu với Viên Hy. Bao nhiêu quân lính đều hàng Đàm. Đàm có ý muốn đánh lại, lấy lại Ký Châu. Tháo mới sai người gọi Đàm, Đàm không đến. Tháo giận lắm, đưa thư cắt đứt lời hứa gả con gái khi trước,
rồi thống lĩnh đại quân kéo thẳng đến Bình Nguyên. Đàm Thế Tháo dẫn đại quân đến sang cầu cứu Lưu Biểu. Biểu mới mời Huyền Đức đến bàn thì Huyền Đức nói: Tào Tháo đã phá được Ký Châu, thế đang mạnh lắm, không bao lâu nữa anh em họ Viên sẽ bị Tào Tháo bắt hết, cứu cũng vô ích thôi. Và Tháo cũng có ý chiếm cả Kinh Tương, ta phải dưỡng sức quân để phòng thủ, không nên kinh động. Biểu mới nói: Thế thì từ chối làm sao? Huyền Đức nói: Nên viết thư cho hai anh em họ Viên, dùng lời lẽ khéo léo để từ chối. Biểu mới nghe theo, lập tức viết thư, trước hết gửi cho Viên Đàm. Trong thư đại ý nói: Người quân tử lánh nạn, không bao giờ đặt chân lên đất kẻ thù. Trước đây nghe tin ngài quỳ gối hàng Tào, theo tôi đó là quên cả thù của ông cha, bỏ cả tình trai chân thân thiết và để lại cái nhục cho đồng minh. Nếu Ký Châu chỉ biên thượng không hòa thuận, ta không phải hết sức giúp đỡ. Đợi khi công việc xong rồi, hay giờ thế nào đã có thiên hạ bình nghị, hà chẳng cao lắm du? Lại gửi cho Viên Thượng nói: Thanh Châu tính nóng này, không biết phải trái, ngài nên trừ Tào Tháo trước để giở hận cho cha. Công việc hoàn thành rồi sẽ tính đến những chuyện nhỏ khác, há chẳng phải hay lắm sao? Nếu không tỉnh ngộ thì chẳng khác gì hai con Hàn Lư và Đông Quách tranh mồi nhau, rút cục chỉ người đi săn là được lợi. Đàm mới được thư của Biểu, biết Biểu có ý không cứu, lại tự liệu sức mình không địch nổi Tháo, liền bỏ Bình Nguyên chạy sang giữ Nam Bì. Tháo mới đuổi theo đến Nam Bì. Bấy giờ đang mùa đông, tiết trời giá lạnh, nước sông thành băng, thuyền lương không sao đi được. Tháo hạ lệnh bắt dân phu ra phá băng và kéo thuyền. Dân nghe tin bỏ trốn sạch. Tháo giận lắm, định đem chém hết, thì trăm họ thấy thế phải đến trại đầu thú. Tháo mới nói: Nếu không giết chúng bay thì hiệu lệnh của ta không nghiêm, mà giết thì lòng ta không nỡ. Thôi chúng bay nên trốn cả vào trong núi đi, chớ để cho quân ta bắt được. Trăm họ đều uống nước mắt mà đi. Viên Đàm đem quân ra đánh nhau với quân Tào, hai bên dàn trận. Tháo cưỡi ngựa giơ roi trỏ vào Đàm mắng rằng: Tao hậu đãi mày như thế, sao mày dám thay lòng đổi ra? Đàm mới nói: Mày xâm phạm ở cõi tao, cướp thành trì của tao, quyến rũ vợ con tao, còn trách tao đổi dạ. Tháo giận lắm, sai từ Hoàng ra. Đàm mới gọi Bành An tiếp chiến. Chưa được vài hiệp, Hoàng mới chém An chết lăn ngựa xuống đất. Quân Đàm thua chạy rút vào Nam Bì. Tháo mới sai quân bao vây bốn mặt. Đàm mới hoảng sợ, sai ngay Tân Bình ra trại Tháo để xin hàng. Tháo mới nói: Viên Đàm cháo trở không thể tin được. Em ngươi là tân tỷ, ta đã trọng dụng rồi, thì bằng ngươi cũng ở lại đây với ta. Bình mới thưa: Thừa tướng lầm rồi. Tôi nghe nói chúa sang trọng thì bầy tôi vẻ vang, chúa lo âu thì bầy tôi nhục nhã. Tôi thờ họ Viên đã lâu, nay sao nỡ bỏ? Tháo biết không lưu được mới cho về. Bình về gặp Đàm mới nói: Tào Tháo không cho hàng. Đàm mắng rằng: Em mày hiện đương thờ Tào Tháo, hay là mày cũng muốn phản tao nốt hay sao? Bình nghe nói tức đầy ruột, uất lên ngã gục xuống đất. Đàm mới sai vực dậy, được một lát sau thì chết. Đàm bấy giờ mới hối Quách Đồ bảo Đàm rằng: Ngày mai nên bắt cả trăm họ đi trước, quân lính theo sau, quyết một trận sống mái với Tào. Đàm mới nghe lời, đang đêm bắt toàn dân Nam Hạ Bì chuẩn bị gươm giáo để chờ lệnh. Sáng hôm sau bốn cửa thành mở toang, nhân dân đi trước quân đi sau, hò reo ầm ĩ, ùn ùn kéo ra thẳng đến trại của Tào Tháo. Hai bên đánh nhau từ giờ thìn đến giờ ngọ chưa phân thắng bại, người chết đầy đồng. Tháo thấy chưa giành được toàn thắng, liền gọn ngựa chạy lên núi khua trống. Tướng sĩ thấy vậy, ai cũng gắng sức tiến lên. Quân Đàm thua to, nhân dân bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Tào Hồng với Tả Xung Hữu Đột gặp ngay Viên Đàm, múa dao chém lia lịa. Viên Đàm bị Tào Hồng giết chết tại trận. Quách Đồ thấy trận thế rối loạn, vội rút vào thành. Nhạc Tiến trông thấy, dương cung đặt tên bắn một phát, Quách Đồ chết cả người lẫn ngựa. Tháo mới đem quân vào Nam Bì, vỗ yên trăm họ. Chợt có một toán quân kéo đến, đó là Tiêu Xúc và Trương Nam, hai bộ tướng của Viên Hy. Tháo tự dẫn quân nghênh chiến, hai người trở giáp cởi hàm. Tháo mới đều phong cho tước hầu. Tiếp đó tên tướng giặc ở núi Hắc Sơn ở Trương Yên cũng dẫn vài mười vạn quân đến Quy Thuận, được phong làm Bình Bắc tướng quân. Tháo mới sai đem bêu đầu Viên Đàm
và ra lệnh kẻ nào cả gan thì đều chém hết. Đầu đàm treo ngoài cửa bắc, có một người đội mũ vải mặc đồ tang đến khóc thê thảm. Lính canh bắt nộp Tào Tháo. Tháo mới hỏi ra là biệt giá Vương Tu. Vì can viên Đàm bị đuổi về đây, nay được tin Đàm chết, vội đến khóc viếng. Tháo mới hỏi: "Ngươi không biết lệnh ta à?" Tu mới thưa: "Biết chứ." "Ngươi không sợ chết à?" "Tôi đã vâng lệnh giúp ra giúp chúa. Nay chúa chết mà không khóc thật là phi nghĩa. Sợ chết quên cả nghĩa thì còn đáng đứng trên thế gian sao? Nếu được chôn cất cho Đàm, dẫu chết tôi cũng không oán hận gì." Tháo mới nói: "Đất Hà Bắc thật nhiều nghĩa sĩ, tiếc rằng họ Viên không biết dùng người. Nếu biết dùng thì ta đâu dám dòm ngó đến miền này." Liền sai chôn cất Viên Đàm, rồi đãi Tu làm thượng khách và cho làm tư trung Kim Lan tướng. Nhân mới tiện hỏi Tu: "Nay Viên Thượng đã theo Viên Hy, muốn đánh thì dùng mẹo gì?" Tu mới không trả lời, thì Tháo nói: "Thật là trung thần." Tháo hỏi Quách Gia, Gia nói: "Nên sai Tiêu Xúc và Trương Nam là bọn hàng tướng của họ Viên đi đánh." Tháo nghe lời, một mặt sai Tiêu Xúc và Trương Nam, Lã Khoáng, Lã Tường, Mã Diên và Trương Dĩ, ai nấy dẫn binh mã của mình chia làm ba đường đánh U Châu. Một mặt sai Lý Điển, Nhạc Tiến hợp với Trương Yên sang Kinh Châu đánh Cao Cán. Nói về Viên Thượng, Viên Hy được quân Tào kéo đến, liệu địch không nổi liền bỏ chạy, chạy sang Liêu Tây theo Ô Hoàn. Thứ sử của U Châu là Ô Hoàn Xúc hợp các quan lại ở U Châu uống máu ăn thề, bàn việc hướng về Tào Tháo và phản lại họ Viên. Ô Hoàn Xúc mới nói trước: "Ta biết Tào Thừa Tướng là anh hùng trong thiên hạ đời nay. Nay qua đầu hàng, ai không tuân lệnh sẽ bị chém đầu." Mọi người lần lượt uống máu ăn thề. Đến lượt quan biệt giá Hàn Hành. Hành mới quẳng gươm xuống đất hô lớn: "Ta chịu ơn sâu của cha con họ Viên. Nay chủ bại vong, ta không có tài cứu được, lại không có gan liều chết. Đối với đạo nghĩa thật là thiếu sót lớn. Nếu ngoảnh mặt về phía bắc hàng Tào, ta nhất định không làm." Ai nấy tái mặt, Ô Hoàn Xúc mới nói: "Phàm là việc lớn, phải dụng nghĩa lớn. Việc thành hay bại không phải do một người. Hàn Hành đã có chí như thế, xin cứ tùy tiện." Nói rồi đẩy Hàn Hành ra. Ô Hoàn Xúc ra ngoài thành, đón ba lộ quân đi thẳng đến hàng Tháo. Tháo mừng lắm, phong cho chức trấn bắc tướng quân. Chợt có thám mã về báo: "Nhạc Tiến, Lý Điển và Trương Yên đi đánh Tinh Châu. Cao Cán giữ ải Hồ Quan vững lắm, không sao phá được." Tháo mới tự cất quân đi, thì ba tướng đều nói: "Cán cầm cự khó đánh lắm." Tháo mới họp các tướng lại bàn, thì Tuân Du nói: "Muốn phá được Cán, phải dùng kế trá hàng." Tháo mới gọi Lã Khoáng, Lã Tường đến ghé vào tai nói nhỏ mấy câu. Lã Khoáng dẫn vài tục trên lính đến trước cửa ải gọi to lên rằng: "Chúng tôi nguyên là tướng cũ của họ Viên, bất đắc dĩ về hàng Tào. Tào Tháo là người quỷ quyệt, bạc đãi chúng tôi. Nay lại xin về giúp chủ cũ, mau mở cửa ải cho tôi vào." Cao Cán chưa tin, chỉ bảo hai tướng lên cửa ải nói chuyện. Hai tướng cởi giáp xuống ngựa đi vào rồi bảo Cán: "Quân Tào mới đến, nhân dịp lòng quân chưa yên, kéo ra cướp trại. Hai chúng tôi tình nguyện đi đầu." Cán mừng lắm theo lời ấy. Đến đêm sai hai tướng họ Lã đi trước, còn Cao Cán dẫn hơn vạn quân kéo theo. Gần đến trại Tào, bỗng có tiếng reo ầm ĩ, quân mai phục bốn phía xông ra. Cán biết là mắc mẹo, vội quay về Hồ Quan, thì Nhạc Tiến, Lý Điển đã cướp được thành rồi. Cao Cán cướp đường chạy thoát, sang nhờ viện Hung Nô. Tháo với lính binh đóng giữ cửa ải, rồi sai người đuổi Cao Cán. Cán đến địa phận của đất Hung Nô thì gặp ngay của Bắc Phiên Tả Hiền Vương. Cán mới quỳ ngựa xuống lại rồi thưa rằng: "Tào Tháo đã lấn cướp mất cả bờ cõi, nay lại muốn xâm phạm đất đai của ngài. Xin ngài cứu Việt, góp sức cùng tôi đánh lấy lại để giữ vững phương Bắc." Tả Hiền Vương mới nói: "Ta cùng Tào Tháo không thù hằn gì nhau, lẽ đâu Tháo xâm phạm vào đất nước của ta? Ngươi lại muốn ta kết oán với họ Tào hay sao?" Nói rồi mắng đuổi Cao Cán đi. Cán cùng đường buộc phải sang theo Lưu Biểu. Đi đến Thượng Lộ thì bị Đô úy Vương Viêm giết, đem đầu đến dâng Tào Tháo. Tháo phong cho Viêm tước hầu. Bình định xong Kinh Châu, Tháo bản định quay sang đánh phía tây của Ô Hoàn,
bọn Tào Hồng mới nói. Viên Hy, Viên Thượng, binh thua tướng mất, hết sức thế cùng, đã trốn sang miền sa mạc rồi. Nay ta đem quân sang tận phía tây, nếu Lưu Biểu, Lưu Bị thừa cơ đánh úp Hứa Đô, ta ứng cứu không kịp, tai họa cũng phải không phải nhỏ đâu. Xin hãy kéo quân về là hơn cả. Quách Gia mới nói. Các ông nói sai cả rồi. Chúa công tuy uy danh lẫy lừng thiên hạ, nhưng người ở nơi sa mạc, cậy thế xa xôi hiểm trở, tất là không phòng bị. Nhân chỗ sơ hở ta đánh cho thật mau lẹ thì chắc phá được. Và lại Ô Hoàn mang ơn Viên Thiệu, mà hai anh em Viên Hy, Viên Thượng nay hãy còn sống, thế nào cũng phải trừ đi mấy xong. Còn Lưu Biểu chỉ là hạng ngồi nói chuyện suông mà thôi. Biểu tự biết không đủ tài để đối phó với Lưu Bị, dùng bị vào việc to thì sợ không khống chế nổi, còn dùng vào việc nhỏ chắc bị không chịu làm. Dù ta có bỏ nước mà kéo quân đi đánh xa, các ông cũng đừng lo. Tháo mới nói. Lời Phụng Hiếu rất đúng. Lập tức huy động ba quân và vài nghìn cỗ xe rầm rộ kéo đi. Dọc đường cát vàng bay ngát, gió bão bốn bề, đường xá gập ghềnh, người ngựa khó nhọc. Tháo có ý muốn quay trở về, bèn hỏi Quách Gia. Lúc ấy Gia không quen thủy thổ, ốm nằm trong xe. Tháo mới khóc nói. Vì ta muốn bình định biển sa mạc, khiến ông phải đi xa vất vả, đến nỗi mắc bệnh, ta yên tâm sao được. Gia mới nói. Tôi đội ơn sâu của thừa tướng, dù có chết cũng chưa đền được muôn một. Tháo mới nói. Ta thấy vùng Bắc hiểm trở, muốn rút quân thì ông thấy thế nào? Gia nói. Việc binh cốt mau lẹ, nay đi đánh xa hàng ngàn dặm, lương thực khí giới nhiều nhưng khó mang theo, không bằng đem binh khí rút đường đến đánh bất ngờ, nhưng phải có người thuộc đường tắt đi hướng dẫn mới được. Tháo mới cho Quách Gia ở lại Dịch Châu dưỡng bệnh, rồi sai người hướng đạo. Có người giới thiệu Điền Trù là tướng cũ của Viên Thiệu. Tháo gọi lại hỏi thì Trù nói. Đường này về mùa hạ và mùa thu có nước, chỗ nông xe ngựa không đi được, chỗ sâu lại không chở được thuyền bè, khó hành quân lắm. Chi bằng trở lại từ cửa Lư Long, vượt Bạch Đàn hiểm trở, qua vùng đất hoang, đến sát Liễu Thành mà đánh úp, chỉ một trận là bắt sống được Thác Thốn. Tháo mới nghe theo, phong Điền Trù làm Tĩnh Bắc tướng quân, kiêm hướng đạo đi trước. Trương Liêu được thí nhì, Tháo mới áp hậu, gấp rút tiến quân. Điền Trù dẫn Trương Liêu đến trước núi Bạch Lan, vừa gặp Viên Thượng, Viên Hy cùng với Thác Đốn đem vài vạn quân kỵ kéo đến. Liêu phi ngựa báo Tào Tháo. Tháo cứ ngựa lên cao đứng xem, thấy quân Thác Đốn đi lộn xộn không có hàng ngũ, Tháo mới bảo Trương Liêu. Quân rằng không được hề chỉnh nên đánh ngay. Nói rồi đưa cờ hiệu cho Liêu. Liêu mới dẫn Hứa Chử, Vu Cấm, Từ Hoảng chia làm bốn đường kéo xuống, cố sức trông vào đánh. Quân Thác Đốn rối loạn, Trương Liêu sọc ngựa chém chết Thác Đốn, tàn quân đều xin hàng. Còn anh em họ Viên vội dẫn vài nghìn quân kỵ chạy sang Liêu Đông. Tháo thu quân vào Liễu Thành, phong Điền Trù làm Liễu Đình Hầu, trấn thủ thành. Trù hu hu khóc rồi nói rằng: tôi đã là kẻ phụ nghĩa, mang ơn ngài cho sống là may lắm rồi, dám đâu bám lấy Lư Long đổi lấy Tước Lộc nữa, dẫu chết cũng không dám nhận. Tháo cho là người có nghĩa, cử Trù làm Nghị Lang. Tháo phủ dụ dân Hung Nô, thu được một vạn ngựa tốt. Ngày hôm ấy rút quân về. Bấy giờ tiết trời lạnh và khô ráo, 200 dặm đường không có lấy một giọt nước, lương ăn cũng hết, phải giết ngựa cho quân ăn, phải đào sâu xuống đất 3-40 trượng mới lấy được nước uống. Tháo về đến Dịch Châu, thưởng cho những người khuyên can lúc trước, nhân đó bảo các tướng rằng: bữa trương ta thừa cơ đi đánh xa, may mà thành công, cũng là cho trời giúp, nhưng chớ nên thấy được mà bảo là việc nên làm. Các ngươi can ngăn là phải, nên ta khen thưởng. Từ nay về sau, các ngươi đừng có ngại, có việc gì cứ thực mà nói. Tháo về đến Dịch Châu thì Quách Gia vừa chết được mấy hôm, linh cữu quàn tại công đường. Tháo vào tế mới khóc rằng: Quách Phụng Hiếu mất đi, đó là trời hại ta vậy. Khóc rồi ngoảnh lại bảo với các quan rằng: tuổi các ngươi cũng bằng chạc ta cả, duy có Phụng Hiếu còn trẻ hơn, ta vẫn định ủy thác việc về sau, không ngờ nửa chừng chết yểu khiến ta tan nát ruột gan. Lúc ấy bộ hạ của Quách Gia đưa một phong thư ra trình rồi nói: khi Quách công gần mất, có viết thư này rồi dặn rằng:
Nếu thừa tướng làm theo đúng lời trong thư này thì việc Liêu Đông sẽ xong. Tháo mở thư ra xem, gật đầu khen phải. Các tướng không hiểu ý thế nào. Hôm sau bọn Hạ Hầu Đôn vào bẩm rằng: Thái thú Liêu Đông là Công Tôn Khang, lâu nay vẫn không chịu phục. Bây giờ Viên Hy Viên Thượng lại sang ở đó, tất sinh họa về sau. Chỉ bằng nhân lúc chúng chưa hành động, ta đến đánh ngay, nhất định lấy được Liêu Đông. Tháo mới cười nói: Không dám phiền đến oai hùng của các ông nữa. Vài hôm nữa Công Tôn Khang sẽ đem đầu hai anh em họ Viên lại nộp. Các tướng tá đều không tin. Lại nói về Viên Hy Viên Thượng dẫn vài nghìn quân kỵ chạy sang Liêu Đông. Thái thú Liêu Đông Công Tôn Khang vốn là người ở Tương Bình, là con uy vũ tướng quân Công Tôn Độ. Khi thấy hai anh em họ Viên đến hàng, Khang liền họp các tướng lại bàn. Công Tôn Cung mới nói: Khi Viên Thiệu còn sống, Thượng có ý muốn thôn tính Liêu Đông. Nay Viên Hy Viên Thượng quân thua tướng mất, không có chỗ nương nhờ, nên mới phải đem thân lại đây. Có khác nào chim kêu cứu tổ chim thước. Nếu ta dung nạp về sau tất nó phản. Chỉ bằng lừa nó vào thành, giết quách nó đi, rồi lấy đầu nộp Tào Công, chắc thế nào ngài cũng hậu. Khang mới nói: Chỉ sợ Tào Tháo đem binh lấy Liêu Đông, ta nên giữ hai anh em họ Viên ở đây giúp ta thì hơn. Cung mới nói: Nên sai người đi do thám xem, hễ thấy quân Tào đến đánh thì ta để hai anh em họ Viên lại, bằng quân Tào không đến thì ta giết đi đem đầu ra nộp. Khang mới nghe theo, cho người ngay đi do thám. Nói về Viên Hy Viên Thượng đến Liêu Đông, hai anh em bàn kín với nhau. Quân Liêu Đông được có vài vạn, kể cũng đủ chống với Tào Tháo. Nay ta hãy tạm đến nương nhờ, sau này sẽ giết Công Tôn Khang rồi cướp lấy đất, bồi dưỡng lực lượng chống cự Trung Nguyên, mới có thể lấy lại Hà Bắc được. Bàn định xong, hai người vào ra mắt Khang. Khang mới mời nghỉ ở nhà, rồi giả ốm không tiếp vội. Được mấy hôm, quân do thám về báo: Dạ, quân Tào đóng quân ở Dịch Châu, không có ý hạ Liêu Đông ạ. Công Tôn Khang mừng lắm, sai ngay quân Đao Phủ mai phục hai bên, rồi cho người mà hai anh em họ Viên vào. Chào hỏi xong xuôi, Khang mời ngồi. Lúc này trời rét lắm, Thượng mới thấy giường không có đệm, nói với Khang cho giải chiếu. Khang trợn mắt mắng: Hai cái đầu chúng bay sắp rụng, lo chi đít không có chiếu ngồi. Thượng mới sợ quá, thì Khang hét lớn: Tả hữu đâu, thủ hạ ngay đi. Bọn Đao Phủ xông ra chặt đầu hai người, đóng vào hòm mang đến Dịch Châu yết kiến Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo đóng quân ở Dịch Châu, Hạ Hầu Đôn và Trương Liêu vào bẩm rằng: Thừa tướng không đánh Liêu Đông thì nên rút về Hứa Đô, sợ Lưu Biểu gây chuyện gì chăng? Tháo nói: Đợi đầu lâu hai anh em họ Viên rồi sẽ rút. Mọi người đều cười thầm, thì chợt có người vào báo: Có Công Tôn Khang ở Liêu Đông, sai người đưa đầu của Viên Thượng và Viên Hy đến nộp. Ai nấy đều kinh sợ, thì sứ giả dâng thư lên, Tháo mới cười ha hả mà rằng: Quả đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu. Liền trọng thưởng cho sứ và phong Công Tôn Khang làm Tương Bình Hầu Tả Tướng Quân. Tướng tá đều hỏi: Đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu là thế nào? Tháo liền đưa bức thư của Quách Gia ra, đại ý trong thư viết: Nay nghe Viên Hy và Viên Thượng sang Liêu Đông, Minh Công không nên cất quân ra đó. Công Tôn Khang vốn sợ họ Viên thôn tính, hai anh em Viên đến hàng, Khang tất nghi ngờ. Nếu ta đem quân đến đánh, nhất định họ phải hợp sức chống cự, nôn nóng thì khó mà hạ được. Nếu ta hoãn lại thì Công Tôn Khang và họ Viên sẽ rất lẫn nhau, việc này thế tất phải xảy ra như vậy. Nghe xong ai cũng hớn hở khen giỏi. Tháo dẫn bọn quan lại ra đặt hương án, tế trước linh vị Quách Gia một lần nữa. Gia khi chết mới có 38 tuổi, theo Tào Tháo đi đánh dẹp 11 năm, lập nhiều kỳ công. Người đời sau quốc thơ khen rằng: Trời sinh Quách Phụng Hiếu, hào kiệt đan đức danh, ruột chứa đầy kinh sử, bụng xếp chặt giáp binh, lập mưu ngang phạm lái, bầy mẹo tựa chân binh, đáng tiếc lại chết sớm, Trung Nguyên cột trụ nghiêng. Tào Tháo mang quân về Ký Châu, sai người đưa linh cữu của Quách Gia về Hứa Đô trước làm lễ an táng. Bọn Trình Dục mới đề nghị: Phương Bắc định xong, nay về Hứa Đô, nên đặt ngay kế hoạch lễ Giang Nam. Tháo mới cười nói: Ta vẫn có chí lấy đã lâu, các người nó chính hợp ý ta,
Đêm ấy ngủ trên lầu phía đông thành Ký Châu. Tháo mới tựa lan can, ngẩng mặt lên trời xem thiên văn. Tuần Du cũng đứng bên cạnh. Tháo mới trỏ lên trời bảo rằng: Phương Nam vương khí chói lọi, vị tất đã đánh được. Du mới nói: Oai thừa tướng đã như trời, đánh đâu chẳng nổi. Đang mải xem, bỗng một luồng kim quang từ mặt đất bay lên. Du mới nói: Dưới chỗ đất ấy chắc có của báu. Tháo mới xuống gác, sai người đến tận nơi đào. Thế mới là Phương Nam vừa ngắm thiên văn rõ, đất Bắc đâu ngờ bảo khí sinh. Chưa biết đào chỗ ấy thấy có vật gì, xem đến hồi sầu xé gió.